Hello em Lộc, giới thiệu các bạn luôn, đây là em Lộc Kiwi. Em nhiệt tình lắm nha, tư vấn cho Dũng mua đồ ở đây nhiều lắm. Giờ thì mình vô trong coi thử rồi. Ê các bạn, thì hôm nay Dũng đến với Kiwi để mà mình tham khảo mấy món đồ đam mê, mà cho nên là cứ lâu lâu cập nhật xem đồ default rồi đồ Kiwi nó có những cái gì mới này kia, đồ mình mua mình gắn lên xe với là mình đi trải nghiệm mình làm vlog này kia nữa. À đây có tem dạ quang luôn, nhiều đồ quá. Mình ghiền quá, mỗi lần vô trong đây là mình thấy những cái linh kiện này cứ muốn mua này kia mua. Cái này cái bộ giá xe hả bạn? Bộ giá bỏ không trụ. Nó kèm theo những cái bình khí để mình bơm dọc đường luôn, không phải mang theo cái bơm. Lộc có thể show cho anh coi cái này được không? Đây là cái bộ vá lụi nữa bạn, có những cái bình khí luôn. Ui, là cái này nó bơm vô rồi nó tối đa một bình vậy nó vô được khoảng bao nhiêu ký? Về thông số á, thì một bình này nó quy ra ký, em nhớ cái trọng lượng mà theo thông số này nó ghi là 16 gram. Nhưng mà quy đổi ra cái số ký khí trong cái áp suất lốp á thì nó được tới 3-4 lần một cái bánh xe lận. Như vậy nó có, nếu mà khi mình xài qua rồi thì nó có chống xì ra, nó bị chỉ xài một lần thôi, một lần bình này chỉ xài một lần. Và để mà hiệu quả nhất á là mình cố gắng mình giữ cái hơi cho bánh xe nó còn nhiều nhất có thể. Tại vì á về mặt thông số mình quy đổi ra thì cái lượng hơi nó tới gấp 3-4 lần một cái bánh bình thường. Nhưng mà nếu như anh Dũng để cái bánh nó xẹp quá rồi á thì nó cái mấy cái nhàm của cái viền cái vỏ xe nó không bám vô cái niền nữa. Đúng rồi, nó sẽ không có lóc lại kịp, sẽ bị thất thoát. Và cái hơi này nó sẽ không có đủ, có thể nó hỗ trợ được cho mình thôi chứ nó không có kiểu như bơm căng được cái bánh như là một cái máy hơi nén lớn. Thì em nói thêm cái bộ sản phẩm này là bộ sản phẩm tên gì luôn, mã số với có thể cho biết qua cái giá để anh em chia sẻ với anh em. Rồi, cái bộ này là Tupper Tie Repair Kit, mã sản phẩm là S450 GV. Sản phẩm này mình nhập chính hãng từ GV Ý luôn. Thì cái kích thước nhỏ gọn, tích hợp cả vá và bơm trong một cái túi nhỏ này nè. Mình có thể để vô cốp xe hoặc là trong những cái hộp đơn nhẹ. Như anh với mấy anh em mình đi thường xuyên thì biết cách xài rồi, nhưng mà em có thể chia sẻ sơ sơ về cái này để mà cho những anh em mà mới biết về món này người ta có cách biết cách xài. Dạ, cái cách thì cơ bản thì cái này nó gọi là Việt Nam mình thì gọi là vá lùi á, thì cũng là cái cơ bản thôi. Nếu mà anh em mà có hay chơi xe, mình thường xuyên di chuyển đường dài với xe thì nên tìm hiểu đó. Nó bộ vá lụi cơ bản thì nó gồm có 3 chi tiết này. Cái này là để mình lụi cho nó khoét lỗ nó lên, nó nồng cái lỗ lớn lên để vừa được cái miếng keo này ha. Đó. Thì sau khi mình dùng cái này để mình nồng lỗ, mình sẽ bỏ miếng keo vô trong đây. Mình kéo vô giữa cái khe này nè. Đó. Có thể dùng thêm cái keo này nữa. Mình chét thêm, chét thêm, hỗ trợ thêm. Dạ. Giống như cái cọng keo này á là mình sẽ đưa qua cái lỗ này, đưa qua chia làm đôi, phải không? Rồi xong mình vùi thôi. Vùi vô. Dạ. Cái này thì cũng, nếu mà anh em mà có chuẩn bị trước thì mình nên cũng tìm cái dịp nào đó mình thử luôn. Để cho mình thao tác quen á. Giả sử đi trên đường nó gặp sự cố thì mình cũng coi như mấy bạn mà có cái bánh xe nào cũ sẵn á. Mà chuẩn bị thai ấy, có dự định thai ấy, thì bạn nên làm thử một lỗ luôn, thử cho mình quen, mình biết cảm giác. Đúng. Trước thao tác nó dễ dàng mình thì sẽ xỏ qua cái khe giống như vậy. Xong mình dùi nguyên cái này vô luôn, dùi thì mình thấy nó mình cảm nhận bằng mắt á. Tức là khi mà mình gặp cái miếng keo này vô đây thì nó sẽ còn phân nửa. Đó, thì mình dùi sao cho nó qua được cỡ phân nửa trở lên là được. Xong mình rút giật cái này ra. Nè các bạn, ở cái đầu này đó, nó có cái khe, cái rãnh luôn đó các bạn. Thành ra khi mình giật lên á
thì cái keo nó còn nằm keo đó lại. Nằm lại, nhưng mà nó lòi ra nhiều quá. Thì cái bộ này thì heo hay Dũng ở đây nè, đây có cái dao cắt luôn nha. Bạn sẽ cắt cho nó ngắn, nó gần bằng cái mặt phẳng của cái lốp xe, thì còn chừa lại khoảng chừng nửa phân thôi là mình đi nó an tâm rồi. Theo em thì cắt nửa phân, chừa nửa phân hay là cắt sát? Em nghĩ cứ cắt sát luôn. Rồi thêm một cái nữa là cái bình này, những cái bình này thì cái bộ này đó là có bán phụ kiện rồi để mua thêm nếu mà nó xài hết á. Hay là phải mua lại một cái mua mới. Cái keo này thì mình có thể mình tìm trên mạng nè. Mình có thể mua trên online được. Còn những cái bình này thì GV cũng có cái bộ phụ kiện để mình bổ sung thêm khi mà hết mình sử dụng hết. Cái mã với lại cái bộ này nó như thế nào? Mã tên rồi giá tiền đây. Cái bộ kit này gồm 3 bình thì cái mã nó là S450 kit. Giá một bộ này là 240.000. Là được mấy bình? 3 bình. Dạ 3 bình. Ok các bạn, giờ là an tâm rồi nha, bạn đi đường là khỏe luôn. Bây giờ mà xe mà mình bị bể bánh dọc đường mà không có gọi được cứu hộ thì cũng căng. Với lại cái chi phí mà xe cứu hộ đến là cũng cao gấp mấy lần cái bộ này. Dạ. Cho nên là các bạn cũng cân nhắc. Thực ra thì cái trường hợp đó nó cũng rất là hiếm. Nhưng mà nếu mình chuẩn bị cái bộ này nó được cái rất là gọn. Mình không có chiếm chỗ trong cái ba lô hoặc là cái thùng của mình nhiều. Mình chuẩn bị trước mang theo nữa sẽ an tâm hơn. Thì bây giờ như vậy là theo Dũng nha, kinh nghiệm mình đi đường á, mình sẽ nên mua một bộ này và bình Secure. Nhưng mà xe cua này thì mình nên có một cái bơm rồi cầm theo đó, bơm điện á, cầm theo nữa. Thì nếu như một trong hai cái món này nó hết đó, thì vẫn còn cái bơm để mà nó hỗ trợ nó bung cái lớp xe nó ôm được vô cái niền. Là cái đó là cái xe KTM của Dũng đã từng bị, nếu ai đã coi cái clip của Dũng thì sẽ thấy. Và có thể là Dũng sẽ post lại cái clip đó cho các bạn xem một lần nữa. Ok. Em cái này á thì có cái thắc mắc là chắc là nhiều bạn cũng sẽ hỏi là mình xài được cho những dòng xe nào. Cái bộ này thì nó là dùng cho vỏ không ruột, tức là tubeless tyre nè. Thì bất cứ xe nào mà mình dùng cái loại vỏ không ruột đó là đều sử dụng được. Như vậy là xài được cho cả xe máy cơ bản nè. Dạ, rồi xe mô tô và ô tô luôn phải không? Dạ đúng rồi. Ồ ok, vậy tiện lắm nha. Như vậy là có một bộ này cũng an tâm. Thật sự mà nói thì suốt thời gian 2 năm mấy qua chạy xe là bản thân anh bơm kia anh có trang bị nhưng mà anh vẫn còn thiếu bộ này. Tại vì anh ý đi vào cái xe anh là vỏ không ruột. Nhưng mà anh cũng vừa bị một cái trường hợp đó là xe cán qua một cái vật lớn, nó lủng lớn đó, thì bơm lên là trong vòng 1-2 phút sau là xẹp luôn, không cứu được. Cho nên là nếu mà mình có cái này là nó cũng cứu được nhiều lắm, nó đỡ lắm. Bộ này là cũng là chuẩn châu Âu luôn. Và nếu mà bạn nào tìm hiểu thì theo như em tìm hiểu là cái bộ mà cũng là tubeless tyre bracket của BMW là cũng tương tự như vậy. Đấy bạn Lộc review sơ cách lắp ráp cái công đoạn mình bơm á, cái bình khí vô trong cái vỏ xe nha bạn, sau khi giá xe xong thì những cái đây là những cái món phụ kiện để mà ráp vô nhau. Đây thì đầu tiên là mình cần cái bình khí. Bình khí này thì khi nào mình sử dụng tới cái nào mình sẽ lấy cái vỏ bọc á, chống lạnh nhét vô để cho nó chống lạnh, như là nó có độ bán. Thì trong cái bộ phụ kiện này nó có hai cái dạng van chuyển đổi. Cái này là cái để dùng cho xe đạp nè, cái này là mình tặng như xe đạp ha. Thì mình cũng nếu mà dùng cho xe đạp á thì mình cũng nối cái đầu này vô, mình khóa trước luôn, mình bạn khóa cố định cho xe đạp. Rồi xong cái đầu này nó có cái đầu đục này. Đầu đục mình chỉ cần bạn vô thôi. Bạn vô hết thì nó sẽ đục thủng tí cái chuyện nha. Còn cái van, còn cái van này thì nó là một đầu này mình để mình gắn vô cái van mô tô nè, mô tô hoặc ô tô. Còn cái đầu này cũng có cái đầu đục luôn.
Sạc cho ô tô ha. Bên đây là dạ bên đây. À rồi anh hiểu rồi. Thì cái này mình cũng vặn cái van vô trước, mình vặn vô cái van xe. Ừ. À, trước khi mình thao tác bơm á thì mình nhớ là mình khóa cái van này, mình vặn theo chiều kim đồng hồ mình khóa để cho nó tránh bị thất thoát hơn. Rồi khóa xong mình sẽ vặn cái bình vô, nó sẽ đục đục, thì sau đó mình sẽ sạc cái van này để hơi nó truyền qua bánh xe. À thì so với lại xe mô tô, xe máy nhỏ thì một bình này là cái số lượng áp suất mà nó bung ra để đầy cái bánh xe thì được khoảng 3 lần như vậy nha bạn. Nhưng mà cái bình này nó là đục lủng lỗ rồi là chỉ xài được một lần thôi. Cái thể tích là được 3 cái bánh xe nhưng mà đục lủng lỗ là xài một lần, thì nói các bạn biết trước như vậy. Còn vô xe ô tô thì cái này cũng dư sức bơm căng được cái bánh xe luôn. Nhưng mà còn khi mà Dũng nói lại là khi mà các bạn xe các bạn có hiểu giống là cái các bạn cảm nhận là bánh xe bắt đầu hơi mềm nữa thì nên lấy ra để kiểm tra bánh xe, giá xe làm liền, đừng để đến mà cái ron của cái bánh xe với là cái niền xe nó bị rời khỏi nhau thì cái này nó không đủ sức để bơm nha bạn. Mình nói trước để mà các bạn biết. Ok. Thì giờ anh sẽ lấy bộ này. Anh sẽ mua bộ này ủng hộ em đầu năm. Thì hôm nay là dí thằng tài anh em mình luôn. Rồi rồi. Rồi để em coi em có gì cần mua nữa. À. Xe mình còn thiếu cái này. Cái này là đối với các bạn biết cái này là gì không? Các bạn thấy cái chữ thập không? Thì đây là bộ đồ dự phòng y tế cứu hộ. Lộc cho anh biết những cái này, cái bộ này tiếng Anh coi cái bộ này được kit. Thì thường là đi tu thì nó sẽ có công dụng như là một cái bộ để sơ cứu khi mà mình có xảy ra va chạm hoặc là chấn thương. Trong đây thì nó có gồm đủ các loại gạt luôn. Cái này thì nếu mà anh em mà chuyên đi tu mà mình tìm hiểu thì nó sẽ có đủ những cái từng loại gạt, băng gạt để mà hỗ trợ cho từng cái trường hợp, từng cái loại vết thương. Thì thực ra là nó không phải là, đâu phải là cái trường hợp nào mình cũng dùng băng keo cá nhân được. Thì nếu mà đi chuyên sâu về những như sơ cứu á, thì nó sẽ có những cái loại riêng trong đây đầy đủ, giống như là những trường hợp mà nhẹ cần giống như là mình cần sơ cứu liền được á. Thì mình cái bộ này là rất là ok, cũng đầy đủ những cái gạt kia để mình xài. Cái này thì em bán cũng được cho mấy anh mà hay đi tu theo nhóm á. Mình chuẩn bị sẵn. Tại cái này nó sơ cứu về vết thương rồi, có thuốc này kia đồ hay là thuốc là mình phải dự phòng theo. Thuốc thì mình mang theo. Ok. Thuốc thì chỉ xài Covidin thôi. Rồi cái nó phân từng túi sẵn nó gọn lẹ không? Rất là gọn. Cái này thì mã chứ giá tiền nữa như thế nào? Bộ này là S3, em nhớ là S301. À đây là cái hộp của nó các bạn. S301. Giá bộ này là 390.000. Cũng rẻ bạn, tiện. Cái này là chuẩn của châu Âu luôn, bộ này là nhập khẩu từ Ý luôn. Được á, anh em nào cần cái này mua cái này hiểu thì GV là thương hiệu của Ý. Cũng được hơn 40 năm rồi. Chuyên sản xuất những sản phẩm phục vụ cho đi tu. Các bạn, nó nhỏ gọn nha bạn. Cũng bằng bàn tay của mình thôi. Thành ra cái này nhét được vô một góc trống của cái xe rất là dễ dàng. Anh em có nhu cầu thì mua một bộ. Nó không có gì mà quá phí hết đó. Nó rất là rẻ nha bạn. Ok. Rồi thì Dũng cũng chia sẻ với bạn những cái món đồ mà dành cho đi phượt nha bạn. Ok. Rồi bạn, giờ thì Dũng tính tiền món này nha các bạn. Đây các bạn, đây là cái hóa đơn của mình vừa thanh toán nha các bạn. Mua tại EV 169A Ngô Gia Tự, phường 3, quận 10.
Thành phố Hồ Chí Minh